Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức gala tổng kết chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam năm 2018 nhằm ghi nhận kết quả đạt được và những điểm nổi bật của chương trình. Tại gala tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đây là năm thứ tư liên tiếp chương trình được tổ chức. Thông qua các hoạt động truyền thông, người tiêu dùng và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng sản phẩm Việt Nam. Chương trình bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng môi trường sinh thái để các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất cùng doanh nghiệp phân phối trở thành những đối tác của nhau, mở ra những không gian kết nối và chia sẻ, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm Việt Nam, đồng thời kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các đối tác cung cấp các dịch vụ ngân hàng, hạ tầng, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong đó, chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam, một sự kiện thường niên tiếp tục được tổng kết, đánh giá nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa về nội dung và phương thức truyền tải.